Kính chào quý vị, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị vào chương trình 60 giây của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 60 giây hôm nay sẽ mang đến cho quý vị các thông tin được quan tâm nhất trong ngày. Lũ quét kinh hoàng ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để thiệt hại hơn 100 tỷ đồng. Bộ công thương yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Giá vàng chứng khoán Mỹ cùng tăng vọt sau nhiều tháng sụt giảm. Mẹ và con trai 3 tháng tuổi tử vong sau khi rơi từ tầng 12 chung cư. Sau 2 ngày xảy ra trận lũ quét kinh hoàng tại huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, đến nay thì công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương thực hiện. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 100 tỷ đồng. Sau gần 10 tháng thi công dự án tu bổ di tích quốc gia Hải Vân Quang do tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng phối hợp đầu tư đã hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng. Một số vướng mắc trong quá trình thi công và điều kiện thời tiết mùa mưa bão cũng đang được khắc phục để đảm bảo tiến độ dự án. Sau bão số 4, các hạng mục thi công trên đỉnh đèo Hải Dân đã tiếp tục được triển khai với nỗ lực đảm bảo kịp tiến độ của công trình thi công trên địa hình đồi dốc ở độ cao gần 500m điều kiện khí hậu khá khắc nghiệt trên đỉnh đèo hải dân các đội thi công phải bố trí thời gian làm việc hợp lý việc phục dựng kè bằng đá núi đang diễn ra hai hạng mục quan trọng là cổng hải dân quan và thiên hạ đệ nhất hùng quang đã được trả lại hiện trạng ban đầu và được gia cố chân tường nhiều hạng mục khác cũng đã cơ bản hoàn thiện như tường chắn đất bằng đá hộc hệ thống đường dạo bằng bê tông giả đất các giải pháp thi công đều được giám sát cẩn thận nhằm đảm bảo lưu giữ yếu tố gốc của di tích. Nguyên vật liệu này đưa lên rất là khó khăn với lại cộng với lại cái thời tiết ở trên đây nó rất là khắc nghiệt. Nếu như anh em ở đây nào rất là khắc phục để mà đến tháng 6 sang năm sẽ sẽ là là hoàn thành. Hải Dân Quang được xây dựng vào thời Du Minh Mạng năm 1826 là một đồn lũy trấn thủ, án ngữ trên con đường thiên lý độc đạo Bắc Nam. Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu vụ thị trường trong nước bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống. Bộ Công Thương cũng cho biết xăng dầu sản xuất trong nước đảm bảo 80% nhu cầu thị trường. Bộ Công Thương yêu cầu vụ thị trường trong nước chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan liên quan bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, chủ động điều hành giá xăng dầu theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống có giải pháp không để đứt gãy nguồn cung đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng trong nước, nhất là thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Bộ Công Thương cho biết, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn hiện đang vận hành ở công suất tối đa, dự kiến trong quý 4 sản xuất 4,4 triệu mét khối xăng dầu, chiếm 80% tổng nhu cầu của thị trường trong nước. Để giảm chi phí, bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương đã kiến nghị điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường hai lần thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu và đang xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng VAT. Sáng nay ngày 4 tháng 10, sau hai lần tạm hoãn và một lần dời lịch xét xử, tòa án nhân dân cấp cao tp phố Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Dương Thị Bạch Duệ, Dương Thị Bạch Diệp và các đồng phạm trong vụ án hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng gây thiệt hại cho nhà nước hơn 186 tỷ đồng. Luật sư Phan Trung Hoài, người bào chữa cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã đề nghị giám định tâm thần đối với thân chủ của mình. Luật sư Hoài nói rằng bị cáo Dương Thị Bạch Diệp bị trầm cảm nặng, rối loạn giấc ngủ. Đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không có tài liệu và căn cứ chứng minh bị cáo Diệp bị tâm thần. Phiên tòa đã được mở lần thứ tư nên đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Sau khi dừng hội ý, hội đồng xét xử đã quyết định triệu tập khẩn cấp đại diện bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an vào ngày xét xử thứ hai để xem xét tính hợp pháp liên quan đến yêu cầu giám định tâm thần bị cáo dịp. Đồng thời, hội đồng xét xử sẽ triệu tập một bác sĩ chuyên khoa theo dõi sức khỏe cho bị cáo dịp xuyên suốt phiên tòa. Hội đồng xét xử cũng quyết định phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc theo hồ sơ vụ án, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đợt trao quân mới đây nhằm triệt phá các vụ việc liên quan đến buôn bán vận chuyển động vật hoang dã trái phép, Công an tỉnh Đắk Lắc đã tịch thu hàng ngàn tăng vật liên quan, tổng mức phạt hành chính hơn 2,1 tỷ đồng. Trong khi các đường dây kinh doanh truyền thống bị kiểm soát gắt gao, các đối tượng chuyển sang sử dụng không gian mạng để tiếp cận người mua và qua mặt cơ quan chức năng. Ngành chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác xử lý vi phạm, ngay cả khi phát hiện thì cũng không dễ dàng xử lý. Các cái cơ quan mà mà có cái chức năng mà để xử lý này á, trên trên cả nước mình có vài cơ sở thôi. Tôi để mới giám định ra, ví dụ như tôi anh muốn khởi tố thì cái loài hổ thì phải giám định nó là hổ gì, cái tiền mà để 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 giám định nó rất là cao. Giống như mình nhận được thông báo là tại cơ sở này đang tàn trữ gọi là có động vật hoang dã thì mình tiến hành tổ chức kiểm tra. Tuy nhiên mà phải, phải, phải 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 phát hiện được tăng vật nhưng mà ví dụ như người ta có được thông tin trước hoặc là mình chưa bắt được quả tang thì cũng khó có xử lý. Khi động vật hay sản phẩm từ động vật hoang dã bị buôn bán tràn lan, đồng nghĩa với việc trong tự nhiên sự suy giảm thậm chí tuyệt chủng của nhiều loài càng xảy ra. Hiện nay một số loài động vật hoang dã như công, heo rừng, hưu, nai gần như đã không còn xuất hiện ở các khu bảo tồn thiên nhiên. Thưa quý vị, vùng đất Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được xem là thủ phủ của sâm Ngọc Linh, loài sâm quốc bảo của Việt Nam. Nơi đây còn có phong cảnh núi rừng hoang sơ cùng với những đặc sản riêng và văn hóa đồng bào các dân tộc. Huyện Nam Trà My đang đẩy mạnh khai thác những lợi thế tiềm năng này để phát triển thủ phủ của sâm Ngọc Linh. Cây sâm Ngọc Linh được khai thác không chỉ để phát triển kinh tế mà còn phục vụ phát triển du lịch, Ngoài các tour tham quan dường sâm, lễ hội sâm Ngọc Linh đã được tổ chức từ năm 2017, thu hút đông đảo du khách, mang về hàng tỷ đồng từ việc bán sâm và quảng bá hình ảnh du lịch. Con người thì rất là thân thiện, đặc biệt là ở đây là à, nó có một cái nổi bật đó là cái công tác quảng bá về lễ hội. Cái thứ hai nữa đó là về cái bản sắc văn hóa dân tộc ở đây rất là đậm đà. Nam Trà My rất thân thiện, bên khách. Còn thế là được bán sắc dân Trà My vẫn còn giữ giữ, vật thể phi vật thể thuộc lợi về có được cái, cái nông hàng nông sản và cái uh, là uh, tháp linh các loại vật thiên nhiên có thể là khai thác được những một số khu du lịch không chỉ nam trà my nhiều địa phương khác thuộc tỉnh quảng nam cũng đang đẩy mạnh khai thác các lợi thế tiềm năng để phát triển du lịch trong đó việc thu hút các chào đầu tư là một yếu tố quan trọng. việc số đi trong chương trình từ ngoài không gian nhà du hành trả lời phỏng vấn của các bé gái trên trái đất sa mạc nở hoa, hiện tượng kỳ thú ở Chile. Chốt phiên giao dịch ngày 3 tháng 10, giá vàng chứng khoán Mỹ đã cùng tăng vọt. Các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phố Wall đã có một ngày khởi sắc nhất trong nhiều tháng qua. Sau khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, giúp làm dịu bớt những lo lắng về nguy cơ suy thoái do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép nâng lại suất mạnh tay. Chỉ số S&P 500 tăng 2,6% là mức tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 7 qua. Đây là sự dao động mới nhất của một thị trường, chủ yếu là sụt giảm trong năm qua do lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái toàn cầu. Thước đo sức khỏe của phố Wall này đã thoát khỏi tháng tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 làm sụp đổ các thị trường hồi đầu năm 2020 và dẫn giảm gần 23% trong năm nay. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,7%, còn Nasdaq Composite tăng 2,3% trong một sự phục hồi rộng khắp, vốn đẩy hầu hết chứng khoán Mỹ tăng cao hơn. Trong khi đó, chốt phiên giao dịch 3 tháng 10, giá vàng thế giới tăng 39,5 đô la Mỹ lên thành 1.700 đô la Mỹ một ounce. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng một ngày kể từ tháng 3. Sang phiên sáng nay, giá vẫn dao động quanh mức 1.700 đô la Mỹ. Kim loại quý đi lên nhờ giá đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Bên cạnh đó, việc giá vàng giảm gần đây cũng thu hút nhiều nhà đầu tư. Hôm nay 4 tháng 10 đánh dấu bắt đầu tuần lễ không gian thế giới. Từ trạm vũ trụ quốc tế ISS, nữ chỉ huy phi hành gia Samantha Cristoforetti đã thực hiện một buổi phỏng vấn đặc biệt tiếp nhận câu hỏi từ các bé gái từ trái đất. Đồng hành cùng phi hành gia Cristoforetti chính là một búp bê Barbie phiên bản của chính cô ấy. Cả hai đã dành thời gian tâm sự với các bé gái từ 8 đến 11 tuổi về ước mơ, cảm nhận cũng như giải đáp thắc mắc về sức khỏe trong không gian và một số thí nghiệm được thực hiện trên ISS. Thử nghiệm bất ngờ nhất mà cô thực hiện trên ISS là gì ạ? À? Cha, một thí nghiệm mà cô nhớ là đặc biệt ngạc nhiên và thú vị, chính là nuôi rùi giấm trên tàu vũ trụ đấy. Cristo cũng chính là nữ phi hành gia châu Âu đầu tiên được giao trọng trách chỉ huy trạm ISS. Tổ chức phi lợi nhuận Inspiring Girls hy vọng những sự kiện như thế này sẽ tạo động lực, khuyến khích các bé gái học hỏi và trở thành thế hệ tiếp theo của các phi hành gia, kỹ sư và nhà khoa học vũ trụ. Đất nước Chile tồn tại một sa mạc khắc nghiệt với lượng mưa trung bình năm rất thấp. Thế nhưng nơi này lại xuất hiện một hiện tượng hoa nở rộ hiếm thấy. Chính phủ Chile đã thành lập một công viên quốc gia mới tại đây để bảo tồn hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Dương quốc gia mới nhất cũng là dương quốc gia thứ 44 ở Chile sẽ mang tên Sa mạc Nở Hoa. Chúng tôi biết rằng người dân ở quang mạc Atacama rất tự hào về hiện tượng này, có một không hai trên thế giới. Tại đây có hơn 200 loài hoa và động vật đặc thù cần được bảo vệ. Dùng này cũng có tiềm năng du lịch to lớn, Hiện tượng hàng triệu bông hoa tím thuộc 200 loài nở trên sa mạc Atacama vốn thu hút đông đảo du khách. Ẩn sâu bên dưới lớp cát là một hệ sinh thái phức tạp, nơi hạt giống hoa nằm im trong đất rất lâu, cho một lượng mưa đủ để khiến chúng nảy mầm. Tuy nhiên, mùa hoa nở diễn ra không đều đặn, từ 3 đến 5 năm một lần và xảy ra vào mỗi mùa xuân. Để dự báo, người ta sẽ tính dựa vào lượng mưa mùa đông trước đó. Đây cũng là phòng thí nghiệm tự nhiên của các nhà khoa học để nghiên cứu khả năng thích nghi của thực vật trước khí hậu khắc nghiệt. Người hâm mộ khắp nơi sẽ có cơ hội sở hữu các món đồ trong các bộ phim và video ca nhạc nổi tiếng thế giới, từ bộ trang phục của nhân vật siêu nhân đến các đạo cụ trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Các vật phẩm này sẽ được đấu giá ở London vào tháng 11 tới. Cuộc đấu giá lần này được xem là lớn chưa từng có, với hơn 1.500 lô vật phẩm với tổng giá trị 11 triệu bản Anh, tức khoảng 12,3 triệu đô la Mỹ. Một số món đồ nổi bật gồm có trang phục siêu nhân mà Christopher Reeve mặc trong loạt siêu nhân từ năm 1978 đến năm 1987, với giá bán ước tính từ 250.000 đến 500.000 bản. Đôi găng tay đen của Darth Vader từ bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, một hy vọng mới, năm 1977, ước tính có giá từ 150.000 đến 250.000 bản. Trong khi đó, người yêu nhạc sẽ có cơ hội đấu giá các vật phẩm như bộ đồ vũ trụ thiếu tá Tom của David Bowie trong video ca nhạc Ashes to Ashes hay cây guitar nổi tiếng của Noel Gallagher được đề xuất giá bán từ 300.000 đến 500.000 bản Anh cùng với nhiều vật phẩm của các nghệ sĩ nổi tiếng khác như The Beatles hay George Harrison. Sự kiện đấu giá sẽ được tổ chức tại trụ sở của Viện Hàng Lâm Điện Ảnh và Truyền hình Anh, BAFTA, ở London, Sở thích của các em bé 5 tuổi là gì? Với Bubu, bu, một cô bé đến từ Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc, xe mô tô là niềm yêu thích lớn nhất. Nhiều video ghi lại kỹ năng lái xe thuần thục của cô bé đã được chia sẻ rộng rãi và thu hút rất nhiều lượt xem trên mạng xã hội. Các dòng đua tốc độ cao và những khúc cua gắt dường như không là trở ngại với cô bé 5 tuổi cha của pupu cho biết mọi thứ đến rất tình cờ một ngày nọ tôi đến đây tập lái xe bên cạnh vừa khai trương một câu lạc bộ mô tô con bé sau khi được làm quen thử đã rất hào hứng nó bắt đầu hỏi han mỗi ngày và xin học lái mô tô nhưng chỉ vì mới 5 tuổi pupu phải sử dụng một xe máy được thiết kế riêng việc thực hành các biện pháp bảo vệ trong trường hợp té ngã cũng được ưu tiên hướng dẫn cho cả em bé lẫn ba mẹ Tôi đã rất lo lắng về vấn đề an toàn, mua mũ bảo hiểm, trang phục bảo hộ, đủ thứ bảo vệ cẩn thận trong trường hợp Pupu bị trượt ngã. Ngoài đam mê tốc độ, cô bé 5 tuổi này còn có sở thích nhảy hip hop. Cha của Pupu cho biết anh tôn trọng sở thích của con và hy vọng với việc giám sát và tập luyện cẩn thận sẽ giúp con gái Pupu có những trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ. Tiếp theo trong bản an ninh thực tự điều tra vụ bạo hành trẻ em ở trường mầm non tư thục ở Đà Nẵng. Xe tải va chạm trên quốc lộ 1A, giao thông ủng tắc hơn 3 cây số. Thưa quý vị, rạng sáng nay, một phụ nữ và con trai 3 tháng tuổi đã rơi từ tầng 12 của một chung cư xuống đất và tử vong. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, hơn 4 giờ sáng nay, người dân đang tập thể dục ở khuôn viên của chung cư trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức thì nghe tiếng động mạnh. Khi người dân chạy tới thì thấy một người phụ nữ nằm bất động bên cạnh một bé trai mới sinh. Ngay sau đó, xe cứu thương và các nhân viên y tế đã có mặt kiểm tra, nhưng người phụ nữ đã tử vong, bé trai còn thở nên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng bé cũng không qua khỏi. Nhận thông tin, công an thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, Nạn nhân là chị T, 33 tuổi, quê Khánh Hòa, bé trai là con ruột mới sinh được 3 tháng. Chị Tê vừa sinh đôi một trai một gái, đang sống cùng chồng và mẹ chồng tại tầng 12 của tòa nhà. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đang điều tra thông tin bạo hành tại trường mầm non tư thục cây du, có được gọi là Am School tại quận Cẩm Lệ. Theo thông tin ban đầu thì một số trẻ đã bị giáo viên bạo hành và bỏ đói khiến dư luận phẫn nộ. Biên bản họp với phụ huynh và bức thư xin lỗi của giáo viên đã lan truyền trên mạng xã hội và sau đó được gỡ sau khoảng 2 tiếng đăng bài. Bà Phan Thùy Giang, giáo viên đứng lớp và là người sáng lập trường mầm non, đã thừa nhận các hành vi bạo lực và bỏ đói đối với một số trẻ trong lớp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Hòa Xuân và chính quyền địa phương đã đến cơ sở mầm non để xác minh điều tra. Trước mắt, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đề nghị Ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân dừng hoạt động trường mầm non và sẽ có biện pháp xử lý sau đó sự việc là hội chuông cảnh báo về việc quản lý hoạt động của các nhóm trẻ tư thục hiện nay. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn phối hợp với Công an huyện Bắc Nậm đang điều tra một vụ xâm hại tình dục trẻ em. Nạn nhân là một bé gái 6 tuổi bị hai đối tượng 13 và 15 tuổi trú cùng thôn thực hiện hành vi xâm hại. Cuối tháng 9 năm 2022, ông S, 38 tuổi, trú tại thôn Ngãm Gián, xã Nhàn Môn, huyện Bắc Nậm, trình báo công an về việc con gái của ông 6 tuổi là L bị hai đối tượng nam 15 tuổi và 13 tuổi trú cùng thôn thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Cụ thể, trưa ngày 24 tháng 9, con gái của ông và hai đối tượng này cùng với hai cháu nhỏ khác chơi ở sân nhà. Không có người lớn ở nhà, hai đối tượng nam đã lôi kéo, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu L. Đáng chú ý, hai đối tượng này có mối quan hệ họ hàng. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình tìm hiểu được biết hai đối tượng chỉ học hết lớp 6 và hết lớp 1, hiện ở nhà phụ giúp cho gia đình lao động sản xuất. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh chưa thật sự quan tâm quản lý giáo dục con em mình, chỉ đến khi xảy ra sự việc thì gia đình mới hay biết. Bộ đội biên phòng Nghệ An mới đây đã bắt giữ hai đối tượng liên quan tới hành vi buôn người. Tổ công tác đã khởi tố vụ án và bàn giao cho công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra. Các lực lượng liên quan đã bắt giữ xeo Văn Thôn và Môn Văn Dục, cả hai đều trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân là chị Môn Thị May, sinh năm 1997, trú tại huyện Kỳ Sơn. Theo lời khai, năm 2014, hai đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lừa chị Môn Thị May đi làm công nhân ở Bình Dương, nhưng sau đó bán chị May với số tiền 40 triệu đồng rồi chia nhau. Dù việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Trưa nay trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện và tài sản bị hư hỏng nặng, lưu thông ùn tắc kéo dài hơn 3 cây số. Theo những người chứng kiến, khoảng 11 giờ, xe ô tô tải đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đến điểm mở giải phân cách, đoạn thuộc địa bàn xã An Cư thì xe rẽ trái và qua đường để quay đầu. Xe lúc này va chạm với xe tải khác đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm khiến hai phương tiện bị hư hỏng, riêng hai tài xế may mắn thoát chết. Hai phương tiện nằm chiếm hết phần đường lưu thông theo hướng thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây, khiến hàng loạt phương tiện bị ùn tắc kéo dài hơn 3 cây số. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại thành phố Vũng Tàu song song với các hoạt động tuyên truyền luật giao thông trong trường học, Lực lượng công an đang đẩy mạnh chuyên đề tuần tra chứng chỉnh ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh, đồng thời xử phạt nhiều em chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tới trường. Tại trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu, có rất nhiều học sinh điều khiển xe máy đến trường, thậm chí có trường hợp đi cùng phụ huynh nhưng học sinh lại cầm lái. Các điểm giữ xe gần trường luôn nhộn nhịp cảnh học sinh ra vào. Dù các em chưa đủ tuổi thì lấy giấy phép lái xe và tất nhiên không được điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 70 phân khối. Chưa. nhưng mà con chạy không quá tốc độ cũng có một số cái, cái lý do như là học sinh đưa ra là thứ nhất là nhà xa bố mẹ không có điều kiện để đưa đón rồi cũng có một số phụ huynh là cũng cái chưa chấp hành tốt những cái uh, quy định của trường nhưng mà không có um, chính đáng thì cũng phải phần phải xử lý và gửi thông báo tất cả các cái uh, trường hợp vi phạm về trường và lớp trường cũng, cũng sẽ là có, có phản hồi lại và có, là cái hình thức xử lý học sinh đối với lại những cái trường hợp vi phạm trong tháng 9, Công an thành phố Vũng Tàu đã ra quân nhắc nhở xử phạt hơn 30 trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy đến trường. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng, rất cần sự phối hợp từ phía gia đình và nhà trường. Chiều nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua ấp 4 xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe tải chở heo bất ngờ tông một nữ sinh lớp 9 khiến nạn nhân nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 45 phút chiều cùng ngày, xe tải chở heo lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Tây Ninh, đến ấp 4 xã Tân Thành thì xe tải bất ngờ tông thẳng vào xe đạp điện do một nữ sinh điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh này bị ngã, nằm bất động. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân 14 tuổi, là học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra. Quý vị vừa theo dõi xong chương trình 60 giây của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Sự quan tâm của quý vị chính là động lực lớn giúp chúng tôi làm ra những chương trình càng ngày hay hơn. Và ngày mai vào lúc 6 giờ 30 thì những thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng. Quý vị đừng bỏ lỡ nha. Đến bây giờ thì chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.